nhiều sức khỏe nha. Hôm nay thì nhà mình ăn lẩu phở cho nên mình làm clip để giới thiệu cho các bạn cái món lẩu phở nó sẽ có những gì nha. Cái này thì cũng thuộc dạng giả chiến thôi, tại vì có một số đồ thì không có cho nên mình gọi nó là giả chiến nha mấy bạn. Thì nó gồm có là mình thường thì cái này ăn chung với phở, nhưng mà chồng mình thì thích ăn với hủ tiếu cho nên mình trụng phở cho mình ăn và hủ tiếu cho chồng mình nha. Còn thịt thì gồm có là thịt tái nha mấy bạn, miếng thịt tái này mấy bạn nhìn nè, nó rất là ngon luôn nha. Cái này là Scotch fillet đó, trong cái sợi Scotch nó có mấy cái cọng răng màu trắng trắng này mấy bạn thấy không, khi mình trụng ăn nó rất là mềm và nó ngon chứ nó không có bị dai nha mấy bạn. Còn cái thịt xương với đuôi bò thì mình sẽ cho vào nồi súp, mình nấu khoảng 3 tiếng cho nó sẽ mềm và nó ngọt nước nha mấy bạn nè. Các bạn thấy cái đuôi bò không, rất là ngon nè ha. Có nhiều cục nó bự thì người ta cắt luôn á, còn mấy cục nhỏ nhỏ thì nó như vậy nè. Đó, ăn rất là béo ngon luôn á, chút mình sẽ thử cho mấy bạn xem ha. Còn cái sườn thì nó sẽ như thế này nha mấy bạn, cái sườn hoặc xương vậy đó. Và ăn kèm với bò viên nha, bò viên. Và nạm thì mình chọn loại là oyster plate nha, tại vì trong cái oyster plate nó có một cái sợi gân như vậy nè, khi mình trụng mình nấu chín thì nó sẽ có cái độ béo mềm rất là ngon của cái gân và cái thịt nha mấy bạn. Mình cũng đã nấu nó chung với nồi súp khoảng 3 tiếng đó, cho nên nồi súp mình sẽ rất là ngọt và ngon nha. Thì rau ăn kèm thì có rau thơm và ngò gai và giá nha. Thì mình có cắt miếng ngò gai và rau thơm nè, một hồi mình sẽ bỏ vào cái nồi này ha. Thì mình sẽ ăn thì cái kiểu làm cũng giống như là phở vậy đó. Trong nồi súp thì hôm bữa mình có làm cái video hướng dẫn nấu phở đó, thì mấy bạn nấu cũng giống như vậy thôi nha. Thường thì có lá sách và gân bò nữa, nhưng mà tại mình không ăn cho nên mình không có để vô thôi. Nếu mấy bạn ăn thì mấy bạn để nha. Thôi bây giờ chúng ta cùng ngồi vào ăn món lẩu phở nha. Bây giờ thì mình chờ nó sôi và mình ăn thôi nha mấy bạn. Đây là cái dĩa chấm mình ăn kèm nè. Các bạn thấy có ngon không? Nó gồm có tương ngọt, tương ớt và ớt tương nha. Mình ăn ớt trái cũng ngon lắm nha, mà tại mình làm biếng cắt. Nhưng mà ba cái này nó sẽ làm cho cái vị sốt thêm cay cay và ngon lắm nha mấy bạn. Mấy bạn thích ăn chanh, mấy bạn ăn chanh như cũng được. Giờ mình chờ nồi lẩu mình sôi lên rồi mình ăn thôi. Thì cái kiểu ăn này thì nói chung là nó cũng không có khác gì mình ăn phở trong tô, nhưng mà nó khác một cái là sẽ gia đình xung quanh cái nồi lẩu phở vừa ăn vừa trò chuyện rất là vui nha mấy bạn. Thì thịt nó cũng ăn mỗi miếng đều nóng ngay tại thời điểm đó, tại vì nhiều khi mình ăn trong tô mình ăn lâu rồi nó sẽ bị nguội nó sẽ không ngon nữa. Và người một tô như vậy thì cũng ngồi nói chuyện được, nhưng mà ăn chung trong một cái nồi lẩu thì nó sẽ vui hơn nha. các bạn cùng ăn với mình nha. Mình cho nó vào đây mình trụng luôn. Mấy bạn không thích ăn giá trụng, mấy bạn có thể cho trực tiếp vào thì nó sẽ giòn hơn. Chén phở của mình nó bị nguội, mình thì mình thích ăn nóng đó. Cho nên mình sẽ trụng sơ nó vào đây. Mấy bạn, tại mình ăn bằng cái tô thì nhỏ thì cho nó gọn. Trời nóng nóng ăn lẩu phở rất là ngon nha. Nhất là gia đình họp mặt với nhau, ngồi ăn lẩu phở cùng nhau trò chuyện thì rất là vui nha mấy bạn. Giờ mình ăn thử cho mấy bạn xem nè. Nó vừa chín tới như vậy rất là ngon nha. Rồi mình sẽ chấm vào trong cái này. Nó có độ mềm và độ dai rất vừa phải nữa các bạn. Cái Scotch fillet này á, mình ăn tái là số 1. Rất là ngon luôn. Đây, cái này là cái nạm nè. Các bạn thấy cái đường răng của nó. Nhưng mà cái này á nha, ăn thì rất là ngon nha mấy bạn. Nhưng mà chấm chỉ định với những bạn mà đang giảm cân nha. Phải nó rất là béo luôn á. Nhưng mà ăn rất là ngon. Lâu lâu mấy bạn ăn thấy ngon lắm luôn á. Nó là ox tail plate á. Nó cay cay. Rất là ngon. Cái bò viên á, mình cũng nên lựa cái loại bò viên gân nha. Bò viên gân thì nó sẽ ngon hơn cái bò viên thường. Bạn thấy khi mà mình nấu thịt của mình mà nó mềm á, khoảng 3 tiếng thì cái này nó cũng rất là ngon nha. Cái này nó là một dạng miếng nạm. Bạn làm gì? Đây là một miếng thịt ở phía chỗ gần cái xương của nó nha mấy bạn. Khi mình nấu chín nó rất là mềm và nó rất là béo luôn á, ăn rất là ngon luôn á. Các bạn thấy nó núng nính luôn không nè, nó mềm đó. Chấm với tương ớt này rất là ngon. Nó béo mà nó mềm mà nó ngon lắm nha. Ngon hết sảy. Đây là cái đuôi bò nha mấy bạn. Các bạn có nhìn thấy rõ không? Cái đuôi bò này á, ăn nó vừa mềm mà vừa béo nữa nha. Nhưng mà với điều kiện mình nấu phải hơi lâu nha. Mình nấu phải từ 2 tiếng rưỡi tới 3 tiếng thì nó mới mềm được nha. Để mình cho mấy bạn coi nè, nó rất là mềm luôn nè. Đó, mình ghim vô cái nó mềm sụm luôn á. Ăn nó rất là ngon. Mà hình như mình nghe nói ở Việt Nam mình á, mà muốn ăn lẩu mà bỏ cái đuôi bò này vô hình như tốn tiền nhiều lắm phải không mấy bạn? Ở đây thì đuôi bò nó cũng không cũng mắc đó, 30 mấy đồng ký, nhưng mà ăn rất là ngon nếu mà mình biết cách mình nấu nó nha. Tại vì nếu mà mình không biết cách nấu thì nó còn rất là cứng và rất là dai. Bạn nào thích ăn dai thì nấu nhanh một chút, nhưng mà theo như mình nghĩ đuôi bò thì nó phải mềm và béo, như vậy ăn mới ngon nha mấy bạn. Nếu có độ dai là mình mới thấy miếng thịt trong của cái đuôi bò thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Nó có cái độ rất là béo. Và ở bên ngoài nó còn một lớp da này thì ăn nó sẽ hơi giòn giòn nữa. Ăn ngon lắm. Cho nên nó có rất là nhiều người thích ăn đuôi bò luôn á. Là nó như vậy đó. Ngon quá. Thôi video của mình đến đây đã kết thúc nha mấy bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Thì hôm nay mình chia sẻ là món ăn lẩu phở đến với các bạn. Thì nếu mà ở nhà mà anh em có tụ họp thì mình làm món lẩu phở này mình ăn đi ha. Thì nó sẽ rất là ngon và vui khi cả nhà sum vầy với nhau nha các bạn. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha các bạn. Bye!